Thanh niên yếu tim cosplay quái vật đi hù người khác và cái kết đội quần. Trong không gian ma mị, khói hương nghi ngút, đủ sắc đủ màu xanh xanh đỏ đỏ. Một thanh niên trong bộ trang phục quan chức địa phủ, đầu trâu mặt ngựa, tay cầm chiếc rìu nhẫn nhơ đi đi lại lại để mà hù dọa những người yếu bóng vía. Tuy nhiên, bóng dáng đồ sộ của chàng trai thình lình xuất hiện cùng bộ trang phục đã khiến cho cô gái phải giật mình, hét lên một tiếng vô cùng thống thiết rồi bỏ chạy. Tiếng thét kinh hoàng của cô gái cũng vô tình làm cho anh chàng đầu trâu giật nảy mình, ôm lấy trái tim đang đập rộn ràng vì sợ hãi, rồi sau đó ngồi phịch xuống đất tỏ vẻ ngại ngùng trong tiếng cười hả hê của những người xung quanh. Bên cạnh những tiếng cười giòn giả bởi sự nhục nhã hết đường cứu của chàng trai yếu tim mà thích đi hù người khác, thì cũng có không ít người quan tâm đến nhan sắc thực đằng sau lớp mặt nạ đầu trâu của chàng trai. Một số bình luận được mọi người để lại: làm việc cho diêm chúa mà yếu bóng vía kiểu này là cô hồn nó leo lên đầu mà ngồi hết cho coi. Mình tính ra anh này cũng dọa được con bé kia bỏ chạy rồi còn gì. Không biết rốt cuộc quá rồi ai sợ ai luôn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.